Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký của bạn vào văn bản điện tử. Giả sử như đây, tôi có một chữ ký. Chữ ký của tôi ký trên giấy A4. Sau đó tôi dùng điện thoại hoặc là máy scan để tôi chụp lại chữ ký của tôi. Sau đó tôi sẽ gửi cái chữ ký này lên máy tính. Sau khi các bạn đã gửi chữ ký lên máy tính rồi á, tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bật công cụ Pen lên. Ở đây tôi sẽ bật công cụ Pen lên. Sau đó tôi sẽ mở cái hình chữ ký vừa rồi. Tiếp theo tôi sẽ cắt gọn chữ ký này bằng cách là chọn vào Select này. Sau đó các bạn chúng ta sẽ khoanh tròn chữ ký ngắn gọn lại này. Rồi các bạn bấm vào Crop. Đó, chữ ký gọn như thế này. Rồi các bạn chúng ta sẽ lưu chữ ký lại. Rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trình duyệt web. Các bạn vào địa chỉ là remu.bg. Sau đó các bạn chúng ta sẽ up cái hình vừa rồi lên. Ở đây tôi sẽ bấm vào Upload Image. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào cái hình lúc nãy. Thì web này á, nó có chức năng á là nó xóa cái hình nền của chữ ký. Nó chỉ giữ lại chữ ký mà thôi, còn hình nền ở sau á nó sẽ xóa đi. Sau khi tôi đã xóa hình nền của chữ ký rồi á, bây giờ tôi sẽ download cái hình này về. Tôi bấm vào download. Rồi, chữ ký đã được download về. Bây giờ tôi phải chuột, tôi chọn vào hiển thị trong thư mục. Sau đó tôi sẽ chọn là copy. Bây giờ tôi sẽ vào văn bản điện tử này. Tôi sẽ dán chữ ký nó vào, Ctrl V. Nếu mà chữ ký nó to quá thì các bạn chúng ta sẽ thu nhỏ lại, giữ shift nè, rê chuột vào góc. Đó, như thế này. Bây giờ các bạn kéo vào chỗ người viết nè. Đó, như vậy là văn bản đã có chữ ký của bạn nè, nó đã dưới cái chữ viết. Như vậy là bạn đã chèn được chữ ký vào trong văn bản điện tử. Bây giờ tôi thử in ra nè, vô file nè, chọn vào mục print. Rồi bây giờ tôi sẽ phóng to lên nè. Các bạn thấy không? Người viết đã có chữ ký ở dưới. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký vào văn bản điện tử. Nếu thấy video hay, hữu ích đó, thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh. Cảm ơn bạn đã theo dõi.